Thưa quý vị, kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại tỉnh Tây Ninh chính thức được ra mắt. Sau 4 tháng đi vào hoạt động, Tổ đã thực hiện tốt 6 nhiệm vụ được giao trong bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 535 tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở, tương ứng với 535 ấp khu phố, các tổ này được giao thực hiện 6 nhiệm vụ, gồm hỗ trợ công an cấp xã nắm tình hình vi phạm pháp luật về an ninh trật tự, tai nạn xã hội, bạo lực gia đình trên địa bàn phụ trách, thông qua nguồn tin của nhân dân, phương tiện thông tin đại chúng theo hướng dẫn của công an cấp xã, hỗ trợ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, hỗ trợ phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, hỗ trợ quản lý hành chính về trật tự xã hội, hỗ trợ vận động giáo dục người đã có hành vi vi phạm pháp luật đang cư trú tại cơ sở, hỗ trợ tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự khi được điều động. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở đã góp phần to lớn trong công tác đảm bảo an ninh trật tự là cánh tay nối dài của công an cấp xã trong phòng ngừa ngăn chặn tội phạm do nguyên nhân xã hội.